B34 này như là cái cảm biến của áp suất à, cái này chắc là nhiệt độ của nhiên liệu vào. Đó. Chắc là nhiệt 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 của cái nhiên liệu vào. Áp suất nó phải sau bơm chứ nhỉ anh ạ. Đúng rồi, áp suất nó phải sau bơm. Đấy, em nào mà tính là cay cay ghen con này ra. Được chưa anh bác ơi? Hả? Được chưa? Xong ấy rồi. Sau cái khóa lô tô mà em gửi bên các bác thì các bác cứ cầm cái đấy. Bây giờ hết công trình thì trả lại em cái khóa đấy. Khóa. Không, khóa đỏ bên này. Không, mình khóa xong mình để vào khe này. Được. À. Nếu các bạn muốn lấy khóa chỗ nào thì vào đây lấy nhá. Vâng vâng. Thế thì bác em nắm lại thông tin thế cho dễ. Nhá. Vâng. Mình vừa khóa xong còn cái thì gần như là sau này các bác mà chạy máy xong ok thì ấy, chứ còn bọn em cũng không chỉ khóa khóa ngoài thôi, còn mà cái cửa bên trong này thì không khóa. Vâng, cửa này hôm bữa em bảo anh Thành rồi. Rồi cái này xong mình vứt ở đây nhá, mình cái này. Vâng vâng, thống nhất đấy. Đấy, mình thống nhất đấy. Vâng. Chứ bây giờ mình cầm về làm gì, nhưng mà mất thì sao? Vâng, lúc hay đấy thì có một thôi, bộ chìa khóa đấy có một cái. Đấy. Giờ thì là cái này anh em nào mà giả sử muốn khóa chỗ nào mà đi chụp khóa thì chụp cái gì vào gì đấy, cần hình ảnh luôn nhá, hình ảnh mở mở nước luôn, nhìn luôn đừng chụp thế, thế anh phải chụp hình ảnh mở nước này. Có không nước. không phải là nước. Máy. Không thấy máy thì bây giờ trong này không gian chật lắm. Không thì thôi. Gọi là diễn. À không, lúc mình làm thì ông không chụp, bây giờ mình diễn lại tí. Rồi, cái đấy là chuyên ngành bọn em cũng vậy mà. Lúc mình mở thì chả thấy ông chụp. Khổ lúc cuối giờ các anh ấy cứ đợi là